Hai các bạn, đây là cái máy xay sinh tố hiệu Máy xay thần kỳ. Panasonic, máy xay thần kỳ dùng để nghiền ép các loại rau củ quả trái cây cho bạn nào mà lười ăn quá. Đó này, vô này bấm vô một phát nó xay mất tiêu, chưa kịp Mới 2 giây. mới 2 giây đó, vô này bấm lại rồi không? Ôi mẹ ơi. Rồi. Đây là nước ép, đây là nước ép dưa hấu và lê đúng không? Đó, rất là tốt, đã uống ngay sau khi tập nha, cung cấp vitamin và một ít đường hấp thu nhanh cho cơ thể để phục hồi. Đó. Và đây là ớt gà. Còn đây là ớt gà. Wow. Đó, các bạn thấy ớt gà không? Đó. Đang né ra không mà bị giật bây giờ. Rồi, đó, tôi sẽ ăn 2 lạng ớt gà ngay sau khi tập. Wow. Rồi nha, vậy nha. Rồi, còn đây là tôi sau khi tập. Đó, hôm nay tập ngực nè, tập mà căng hết cả người lên luôn. Rồi, chúc các bạn tập tốt nha. Đây, tôi quay cái phần lại phần ức gà cho các bạn coi. Nghe không? Ngon không? Ui. Ôi, thích. Ôi, đã quá. À, vô đây dễ quá. Hôm nay, vô đây lúc này cũng chuẩn bị đồ ăn nha, sau tập hết. Các bạn hãy tự chuẩn bị đồ ăn cho mình sau tập nha. Bởi vì không phải ai cũng may mắn như tôi có người chuẩn bị đồ ăn sau tập đâu. Ha 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 ha. Chào tạm biệt các bạn.